Hello xin chào các bạn Những bạn mà đang còn follow mình đến uh, các nền tảng Thì hôm nay là mình quay video này là một muốn... Mục đích là Tâm sự với các bạn một chút Và cũng mong muốn là uh, Thay đổi dạng video một chút Tại vì là mình mới đi học uh, khóa học của thầy mình về Thì mình nhận ra một điều như thế này Thì bấy lâu nay thì mình tập trung vào công việc bán hàng thì nó nhiều hơn So với là mình chia sẻ những cái kiến thức mang lại giá trị cho các bạn nên là Trong uh, Thời điểm hiện tại uh, trở đi thì mình tập trung vào chia sẻ kiến thức nhiều hơn. Uh, mình giới thiệu một chút, mình là Hà Văn Hải, mình sinh năm 1990. Thì mình quê ở Nghệ An và hiện tại là mình đã còn uh, làm uh, giám đốc công ty hạt giống thì công ty tên là Nông Long Tín và hiện tại thì mình còn làm uh, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty là sân nước, sản xuất sân nước và hiện tại mình đã còn uh, quản lý một uh, bộ phận marketing của một công ty bất động sản nên là uh, về vấn đề vận hành doanh nghiệp này rồi là phát triển bản thân với là làm marketing ấy, thì đại đa số là những cái câu hỏi mà đơn giản để mình có thể là tư vấn và hỗ trợ cho các bạn được nên là từ hôm nay trở đi thì mình sẽ tập trung chia sẻ kiến thức nhiều hơn để uh, giúp cho bạn nào đó Uh, có thêm động lực các bạn phát triển Tại vì mình biết được một điều như thế này Thì đại đa số uh, Những khách hàng, những bạn mà xem kênh của mình ấy, Thì đại đa số chúng ta là học uh, Hành rất là ít Có thể là các bạn học đến lớp 12 Các bạn nghỉ Hoặc là thậm chí một số các bạn học đại học Xong các bạn là nghỉ, các bạn về quê, các bạn khởi nghiệp Nên là về Các bạn hiểu được kiến thức ở nhà trường Là một vấn đề nhưng mà uh, Kiến thức ở ngoài thì nó khác hơn tại vì kiến thức ngoài thì nó quan trọng hơn tư duy của chúng ta sẽ là sẽ hình thành nên hành động của chúng ta đúng không ạ hành động sẽ tạo ra cho chúng ta là những cái kết quả nên là đầu tiên là mình chia sẻ cho các bạn là cái lối tư duy thế mà bạn nào cần được tư vấn về hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào này rồi là uh, cách phát triển bản thân tư duy phát triển bản thân cũng như là uh, cách marketing bán hàng như thế nào thì các bạn có thể là kết nối để mình hỗ trợ thêm uh, cho các bạn còn hôm nay thì mình đi thăm vườn cỏ vườn cỏ của nhà mình trồng đấy đấy là nhà mình này đây là những cái kiến thức ngày trước là đấy là nhà mình này. nhà bố mẹ mình này thì nhà mình là ở nông thôn thôi nghèo không có gì nhưng mà sau những cái học tập của mình thì mình đã xây được một căn nhà như thế này và mình đã có xe, xe mình ở phía bên trong Và mình mua được uh, nhiều bất động sản nữa nên là mình cũng là một uh, thành công nhỏ nhỏ thôi Hy vọng là những cái thành công nhỏ nhỏ của mình thì mình chia sẻ kiến thức đến cho các bạn để, để cho các bạn có thêm một cái động lực gì đó để các bạn uh, uh, Có thể là nhìn nhận và thay đổi uh, bản thân của mình Tại vì mình biết là Có nhiều bạn là muốn phát triển mà nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu Thế là mình sẽ chia sẻ những cái cái trải nghiệm bản thân của mình mình uh, gọi là mình may mắn hơn là mình uh, tìm thấy con đường đi nó đúng đắn hơn và trong một thời gian uh, năm vừa rồi đây thì mình cũng học tập khá là nhiều tính ra chi phí học tập năm vừa rồi là mình hết hàng tỷ đồng thì các bạn biết là hàng tỷ đồng thì có nhiều người đi làm cả đời ấy thì không giữ được một tỷ đúng không nhưng mà chi phí năm À, năm học vừa rồi ấy, để mình đi học phải hơn 1 tỷ đồng nên là mình cũng có nhiều cái kiến thức có kiến thức cơ bản nhất nếu mà các bạn hỏi thì mình có thể là sẵn sàng chia sẻ cho các bạn được còn uh, hôm nay là video này là mục đích của mình là quay lại để tâm sự cho các bạn một chút và mình chuyển dần sang hướng là uh, tư vấn cho các bạn uh, nông nghiệp uh, đang làm nông nghiệp và uh, chúng ta cách thức chúng ta làm như thế nào để đạt được hiệu quả nó tốt nhất thì mình uh, gọi đây là mình tri ân lại cho các bạn, tại vì là mình cũng khởi nghiệp từ ngành nông nghiệp là mình bán hạt giống và từ cái 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 vấn đề hạt giống giống cỏ ấy các bạn, mình chủ yếu là phát tiền về giống cỏ thì mình cũng kiếm được uh, khá là nhiều nên là uh, bây giờ mình gọi là tri ân lại cho các bạn mong rằng là những cái video mình chia sẻ sẽ có động lực hơn cho tất cả các bạn và nó có có cái nghĩa là một cái kênh để các bạn tham khảo thêm đấy hẹn gặp lại các bạn ở một số video sau nhé